Sau đây là năm loài rắn độc nhất thế giới. Đầu tiên là rắn taipan nội địa. Rắn taipan nội địa là một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Chúng sống ẩn mình trong các khe đất sét của vùng ngập lũ ở Queensland và miền nam nước Úc. Thứ hai là rắn hổ mang chúa. Rắn hổ mang chúa là loài rắn độc dài nhất thế giới, có kích thước lên tới 5,4 mét. Đặc điểm dễ nhận biết của rắn hổ mang là vùng mang cổ có thể mở rộng của chúng. Thứ ba là rắn mamba đen. Rắn Mamba đen là loài rắn nguy hiểm bậc nhất châu Phi, khi có thể giết chết một người trưởng thành chỉ với hai giọt nọc độc, thứ tư là rắn bung lan. Rắn bung lan có thể được tìm thấy ở khắp châu Phi, và là một trong những loài rắn độc nhất thế giới. Nọc độc của loài rắn này khiến nạn nhân bị chết do xuất huyết trong và ngoài, cuối cùng là rắn Viper vẫy cưa. Loài rắn Viper vẫy cưa là thành viên nhỏ nhất trong nhóm bộ tứ ở Ấn Độ, thường xuyên chịu trách nhiệm cho các trường hợp tử vong liên quan tới rắn cắn tại quốc gia này